10 thói quen của người thành công, tam giác đỏ chỉ xuống thói quen 1, quản lý tiền bạc, bắt đầu bằng cách nào đây? Đọc những cuốn sách kinh điển về quản lý tài chính như Cha giàu cha nghèo của Robert T. Kiyosaki, Triệu phú thần tốc của M. G. DeMarco, tam giác đỏ chỉ xuống thói quen 2, ưu tiên, bắt đầu bằng cách nào đây? Hãy tìm ra duy nhất một việc quan trọng với bạn trong ngày hôm nay và làm nó ngay lập tức. Và đừng quên giới hạn thời gian cho những mục tiêu bạn đang theo đuổi. Sự giới hạn sẽ thôi thúc bạn hành động nhanh chóng để hoàn thiện chúng. Tam giác đỏ chỉ xuống thói quen 3, đọc nhanh, bắt đầu bằng cách nào đây? Hãy bắt đầu tập luyện bằng 15 trang sách mỗi ngày, bạn sẽ thấy sự thay đổi nhanh chóng. Tam giác đỏ chỉ xuống thói quen 4, tưởng tượng, bắt đầu bằng cách nào đây? Đọc những cuốn sách như Điều khiển tâm lý học của Maxwell Mann, Nghĩ giàu làm giàu của Napoleon Hill và Khi người ta tư duy của James Allen. Tam giác đỏ chỉ xuống thói quen 5, dậy sớm, bắt đầu bằng cách nào đây? Hãy thức dậy sớm hơn 1 giờ mỗi ngày, và thế là một năm bạn có thêm được 365 giờ, nó tương đương với hơn 2 tuần cơ đấy, vậy thì bạn còn chờ điều gì nữa? Hãy lên chuông báo thức đi. Tam giác đỏ chỉ xuống thói quen 6, thiết lập mục tiêu, bắt đầu bằng cách nào đây? Viết ra những mục tiêu của bạn. Viết hết chúng ra và làm theo mỗi ngày. Những người viết mục tiêu của mình ra thường sẽ kiếm được gấp đôi so với những người chỉ suy nghĩ trong đầu. Tam giác đỏ chỉ xuống thói quen 7, tập thể dục ăn kiêng, bắt đầu bằng cách nào đây? Hãy chắc chắn rằng ngày nào bạn cũng tập thể dục và tập vào buổi sáng là tốt nhất. Tam giác đỏ chỉ xuống thói quen 8, giữ cho cơ thể khỏe mạnh, bắt đầu bằng cách nào đây? Đầu tiên hãy truy cập vào trang web 16personally.com và làm bài kiểm tra tính cách cá nhân. Nó là cách tuyệt vời để khởi đầu và lĩnh hội những bài học vô giá. Tam giác đỏ chỉ xuống thói quen 9, kết nối, bắt đầu bằng cách nào đây? Kết giao với những người có cùng lối tư duy với bạn. Đọc những cuốn sách về kỹ năng xã hội cơ bản như Đắc Nhân Tâm của Dale Carnegie và lĩnh hội những kỹ năng giao tiếp tuyệt vời. Tam giác đỏ chỉ xuống thói quen 10, đức tính. Bắt đầu bằng cách nào đây? Viết ra những luật lệ nghiêm khắc cho bản thân, thành công sẽ đến khi bạn tuân theo chúng. Đọc to những quy tắc này khi bạn thức dậy mỗi ngày và sống theo những điều lý tưởng này. Nghe thì rất đơn giản nhưng số người làm nghiêm túc kỷ luật rất ít nên số người thành công so với dân số là rất ít. Thành công không phải cái gì to tát mà chỉ là những thói quen tích cực được lặp đi lặp lại nhiều lần. Sức mạnh không nằm ở kiến thức mà là ở năng lực hành động những thói quen tích cực. Xin hãy like, share và đăng ký kênh nếu bạn thấy hữu ích. Đăng ký chuông để nhận thông báo mới nhất tại BB Skill kênh chia sẻ kỹ năng và trải nghiệm. Xin cảm ơn và hẹn bạn trong video tiếp theo của chúng tôi.